Chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng có đi ngang đây, cả nhà thấy là bán quán tô hủ tiếu. Và đây hủ là tiếu bụi tre. Hủ tiếu bụi tre cả nhà. Đây là cái hướng này á, là đường số 10. Đường số 10 chạy vô đụng ngay ngã tư đường số 10 với đường 21 là cái quán hủ tiếu nằm bên tay trái luôn cả nhà. Ngay ngã tư luôn, đối diện là quán cà phê anh em. Ngã tư, một bên quán cà phê anh em, một bên là hủ tiếu tô. Đúng rồi. Đây là bây giờ mình hủ đi trễ quá. Mình đi trễ quá, em còn có chút ít cả nhà, nhưng mà em bán dưới cái bụi tre á cả nhà. Quán này bán đắt quá cả nhà, bán sáng sớm, bán buổi sáng không à? Bán buổi sáng không à, rất đẹp luôn á quán, tại vì thấy độc lạ quá em bán dưới bụi tre á. Em mời cả nhà vô nha. Ở trên đây bây giờ em bán đã hết rồi cả nhà, trên đây còn có tim, phèo, gan và giò mấy cục cả nhà. Cái quán em bán em ơi bán hủ tiếu đi em. Dạ đó là rau sống cả nhà. Dạ đây là thịt xay. Thì sao rử rồi trễ em thua 7 giờ. 7 giờ mới ra hả? Mà giờ này 9 giờ mấy muốn hết rồi. Mình bán bao nhiêu một tô em ha? Em bán 35. 35 là thập cẩm hả? Nào 35 cho ăn thêm rồi tính tiền thêm. À cái nào cũng 35 hết á. 35 là mình có gì ta? Đầy đủ hả? Chị tùy theo khách, như ai muốn ăn gì thì em làm đó vậy đó. À giờ bán thử tô 35 thử coi nó ra sao. Dạ. À. Hủ tiếu, hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì đi. Mình bán. À mình bán cái gốc này lâu chưa cơ? Em hả? À. Bán đây cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? À, thì bữa chị hỏi năm chị nay nó dịch chỉ đâu bán đâu. À. Ở đây mình có bưng đi không hay là khách lại ăn không? Không đem bán quen chứ có mình em đâu đem. À. Em chủ yếu bán bà xã đâu? Mà. Em chưa vợ mà rồi bà xã. Ờ chưa quá bán bởi vì ra bụi tre bán hay chưa vợ luôn cả nhà. Chắc là mốt ra bụi mít là có vợ đó. Giờ chị lấy gì sao, lấy đầy đủ hả? Lấy sao? Đầy đủ đi. Đầy đủ đi. Thì tao bán tôi 35 ngàn sao bán y chang vậy đi. Cứ bán bình thường như mình bán. Cái đó là tim hả? Mình tim. Có tim, phèo. Tim, phèo, gan với thịt. À. Ồ hủ tiếu Mỹ Tho này là mình ở Mỹ Tho luôn hả em trai? Không nghe, em ở dưới cái bè nè chứ đâu Mỹ Tho. Cái bè Tiền Giang hả? Đúng rồi. À, cái bè để ăn gì à, Mỹ Tho ta? Đâu, Mỹ Tho đâu? Mỹ Tho là lúc trước của bà chị em. À, của bà chị hả? Hả? Hết lại nữa cả nhà. Hết lại hả? Hết rồi hả? Anh hai tôi từ của bà chị em rồi bà giao lại cho em á chứ. À, rồi một tô nữa thì bán giò đi. Một tô nữa thập cẩm giò. À này mình có trứng cút nữa hả? Nhưng mà cái bè như cái bè nè nghe hủ tiếu thì hôm nay nó Mỹ Tho vậy. À nhưng mà mình phải hủ tiếu Mỹ Tho không? Đúng rồi, hủ tiếu là Mỹ Tho. À. Hủ tiếu Mỹ Tho. Cái này hủ tiếu mì luôn hay sao? Hủ tiếu mì luôn. À mình ngâm cho nó nóng tô quá hả? Ủa vậy hả? Đồ giữ cái tô nóng. À. Một tô giò, một tô thập cẩm. Dạ nghe cái quán em này bán đất của em hả? Dạ, giờ này là đã hết rồi. Dạ. Đây là cái tô giò nè cả nhà, mình ăn giò nên em bỏ là hai cục giò. Còn cái tô này là thập cẩm, là có gan, tim, rồi cái này là thịt nạc và phèo. Và trứng cút cả nhà. Đây. Tô nhiêu em cho em? Tô là 35 ngàn á anh. Tô 35 ngàn. Hủ tiếu bụi tre. Thôi mình dựng máy mời cả nhà ăn luôn anh. Mời cả nhà ăn hủ tiếu cả nhà. Mời cả nhà ăn hủ tiếu bụi tre với vợ chồng mình nha. Hủ tiếu bụi tre là hai chồng mình đặt á. Ừ. Chứ có tiếng là tên là hủ tiếu Mỹ Tho của em này bán rất là ngon cả nhà. Hủ tiếu rất tô. Là ngon. Vợ chồng mình ăn được một lần đây rồi. Lần hai lần ta? Một lần à. Một lần đó nha.
vô tình đi ngang thôi. Ngang này là ở Tiền Giang lên bán. Còn bán đây bao lâu lắm hả thằng? Bán đây cũng như là dịch cái người ta nghỉ cái mới bán lại năm mà. Có tầng ôn nữa kìa anh. Có trà đá không ta? Có bán trà đá không? Bán cho 2 ly trà đá. Anh hai chân chưa? Chưa. Nặng không? Không, em không cho. Em ăn hủ tiếu giò, còn anh ăn hủ tiếu thập cẩm. Hủ tiếu giò kêu ăn mình cũng ghê. Cả nhà có thương hay chồng quán vỉa hè ở Hải. Cả nhà hai vợ chồng có làm thêm một kênh là Thương Khám Phá Vlog với cả nhà. Và cũng đã đăng 1-2 clip rồi, cả nhà nhớ vô Thương Hay Chồng Quán Vỉa Hè và vô ủng hộ cho kênh Thương Khám Phá Vlog với cả nhà. Mình hai chồng mình là chuyên về săn bắt nấu ăn ở cảnh đồng quê, cả nhà nhớ vô ủng hộ, like và chia sẻ và đăng ký cho hai chồng nha cả nhà. Kênh mình là có mà năm là trong người là ba người cả nhà. Ừ. Trong kênh Thương Khám Phá Vlog là ba người, là săn bắt là mà năm hỗ trợ đi săn bắt cái gì bà xã mình đó. Còn con mình không có đi theo quay được những cái cánh đồng á, bởi vì cả nhà hãy nhớ vô phần bình luận với trong phần bình luận có ghiêm với ghiêm cái đường liên kênh đó. Của Thương Khám Phá Vlog á, thì cả nhà vô bấm vô đó cả nhà đăng ký giúp đỡ hai chồng mình nha cả nhà. Phần bình luận với phần mô tả luôn cả nhà, cả nhà vô đó nhấn vô cái đường liên là cả nhà sẽ tìm được kênh của Thương Khám Phá Vlog cả nhà, nhớ ủng hộ cho hai chồng cả nhà. Mời cả nhà ăn hủ tiếu nha. Hai chồng mình quay xong rồi hai chồng mình chạy giữa cũng là coi như là đi nguyên ngày tới tối luôn cả nhà. Ngày nào cũng vậy. Thì cả nhà hãy ủng hộ vợ chồng mình đăng ký và chia sẻ cho bạn bè đầu biết tới video mình để cho vợ chồng mình với mà năm để phát triển kênh nó mạnh mẽ hơn cả nhà. Có động lực để có động lực. Tiếng giờ em còn có 1-2 tô nữa là hết rồi. Hủ tiếu em là bán rất là hết rất là sớm đó nha, rất là sớm luôn. Còn 6-7 giờ, nói chung là 2 giờ đó em nó sớm thì 6 giờ, trễ là 7 giờ. Nhưng mà bán khoảng 90 giờ là hết rồi cả nhà. Em này là hầu như là bán mối là rất là nhiều, chỉ là bán mối. Đúng rồi. Mà khách ăn ít lắm, bởi vì mình cái quán này ngon lắm. Bởi vì vợ chồng mình vô đây ăn để chia sẻ cho cả nhà biết, nếu mà ai mà có khu vực ở khu vực Bình Chánh, khu vực quận 8 thì cả nhà đi tới con đường số 10, đường hướng ra Nguyễn Linh, gặp đường số 10 cả nhà quay phải vô chạy thẳng vô luôn là tới ngã tư đường số 21. Đường số 21 là cái bên là cái tiệm hủ tiếu Mỹ Tho, còn đối diện bên đường là quán cà phê anh em đó, thì có quán cà phê rất là lớn. Cái nhà gặp quán phê là thấy quán hủ tiếu liền. Em để tên là hủ tiếu tô cả nhà. Hủ tiếu tô. Chứ em không có để bản Mỹ Tho. Hủ tiếu tô đúng rồi, mình tại vì cái tủ Mỹ Tho mình đọc mình thấy Mỹ Tho cả nhà. Ngồi ngay buổi trưa nó rất là mát. Gió thổi rồi. Nhà vợ chồng mình lại còn mấy tô nữa hết, mà giờ này mới có 8 giờ mấy à, chưa được 9 giờ nữa. Bình Hưng Bình Chánh. Đúng rồi, Bình Hưng Bình Chánh đó cả nhà. Đường số 10 Bình Hưng Bình Chánh. Đúng rồi. Em này bán ngoài đường Bùi Đời. Bán vỉa hè luôn. Giờ nắng vô rồi. Nắng vô luôn rồi cả nhà. Đó. Nhưng mà em mà bán mối không à? Bán mối ăn rất là nhiều, bán chứ đem ra bán mấy tiếng hồ sao nghĩ rồi. Đâu. Cho là 6 giờ đi. 6 giờ tới 10 giờ. 10 giờ 4 tiếng. 4 tiếng hả cả nhà. Mà giờ này mới 8 mấy là muốn hết trơn rồi, còn mấy tô nữa. Em ấy nói là chỉ là bán mối là nhiều. Trời ơi, ăn da này là mập dữ lắm luôn á. Đừng da ngán quá em ơi. Thấy nhìn thấy em da ngán quá. Thấy em ăn luôn. Da mềm. Mình nói thật ra
giò á, mình thái con giò với ăn da không cảm giác, còn những ăn ngoài thì thịt hay là gà quá, biến da ngán. Cái mùa này nè cả nhà, đi lên xuống á nhà, nó nắng không tưởng tượng luôn á nhà. Nắng quá trời. Nắng ghê lắm. Cả nhà nhớ ủng hộ cho hai kênh của vợ chồng mình nha cả nhà, kênh Quán Vỉa Hè và một kênh là Thương Khám Phá Vlog nha cả nhà, để cho hai vợ chồng. Đây là Thương, đây là Vlog. Để hai vợ chồng có động lực mà đi săn bắt hoặc là nấu những món ăn cho cả nhà xem á, cho món ăn đồng quê cả nhà. Nhưng mà cũng như là một hai nếp đầu á, là vợ chồng mình chưa có chồi nên cũng chưa chỉnh chu cả nhà, mong cả nhà cũng thông cảm. Bây giờ cũng như hai vợ chồng sẽ từ từ hả anh? Nói chung vợ chồng mình còn thiếu sót rất là nhiều. Đồ đạc rồi quay cách dự rồi cách đi quay chi tiết cho nhà xem á. Cái gì lỗi xình coi vợ mình cũng không có gần. Rồi lỗi chụp chỉnh thì mình cũng vậy. Thì cũng gán rồi quay thì cả nhà hãy ủng hộ cho mình nghe, cái gì góp ý với cả nhà góp ý mạnh tay lên để cho vợ chồng mình xem đó, mà để mà xem cái bình luận của cả nhà để vợ chồng mình lấy cái ý đó để mà phát triển cái cách kỹ năng săn bắt của vợ chồng mình em ạ. Dạ. Còn nói về mà đồ trong nhà trời không tưởng tượng nổi luôn cả nhà, thiếu tùm lum, nhưng nấu này thiếu kia, mà trong khi vợ chồng hoàng đây nửa tháng trời á. Thịt này không đâu, thịt này gọi là thịt đùi nè. Không phải đùi. Đùi. Người ta kêu bằng thịt gì á, em quên rồi. Cái đùi người ta cắt giống như em đùi giữa bò mà cái bông đó. Bắp. À. Nó bắp heo rồi. Nó mềm mình kìa. Ngạt quá ăn cũng được, mà xương quá ăn, xương ăn được. Nhưng mà răng ăn không được. Mà cái giờ bây giờ cái gì mình ăn cũng được hết chứ. Cũng như là hai vợ chồng mình cũng có mời bà mở năm vô cả nhà. Cũng như mở năm hồi đó giờ cũng chưa vô clip lần nào cả nhà. Có gì cả nhà cũng thông cảm và góp ý kiến ở dưới để cho kênh Thương Khám Phá Vlog sẽ lấy ý kiến đó mà sẽ kêu bằng khắc phục những cái gì mà hai vợ chồng chưa có hoàn chỉnh chu á cả nhà. Tại clip đầu cũng hơi bối rối cả nhà. Nha, bắp phải không? Nóng tới à. Bụi tre nóng tới à. Nóng tới bụi tre, nóng tới à. Có quá có bụi tre đã ha. À. Nhà mình có ngay bụi tre đã ha. Nhà mình có ngay bụi mít. Ở quê mà. Ờ. Nhà mình dưới quê là có trồng một cây mít, một cây mận. Rồi đó mít, có xài nữa. Mít nhà người ta trồng như thế nào không biết. Mít nhà mình trồng kiển á nha. Trái một cả chục ký, trái 50 ký. Nhưng mà nó giống như là nó chín mà nó mềm không mềm, mà nó để lâu quá thì nó rụng. Mà rụng xuống rồi cái mít nó ăn cà sực. Mà nó vẫn ngọt nha. Nhưng mà nó không có dạng bị sườn. Nó không giống như mít người ta. Nó giống như chơi trồng kiển chơi vậy á. Còn có cây mận thì trái quá trời luôn. Nó bắt thường giống cái ông dưới hè sợ luôn á nha. Bắt thường. Khi sáng là hai vợ chồng đi quay kênh Quán Vỉa Hè, còn xong rồi chạy về dưới là quay kênh của Thương Khám Phá Vlog, còn nhiều khi là ở đêm rồi quay Long An. Dạ.
Dạ, nhiều khi quay Long An nhiều cả nhà cũng thông cảm. Đúng rồi, đêm vì... đêm lại vợ chồng mình quay ở Long An về kênh Quán Nhà cho nhà xem, bởi vợ chồng mình không dám bỏ clip luôn cả nhà. Vợ mình á tối ngày thì rất là sợ là bỏ clip, mời cả nhà không không vô không không thấy rồi không xem được, bởi vì bà sợ, mình sợ lắm. Bởi vì hả đi quay gì vừa bỏm nửa tháng nay là vừa làm nhà dưới, vừa đó vừa làm chỗ dưới, mệt mà muốn xỉu luôn á, mà bà phải bắt đi, phải bắt đi quay, mà không quay bà quên. Thì em sợ không có clip cho cả nhà xem á, cả nhà sẽ quên kênh Hai Chồng Quán Dĩa Hè. Hai chồng quán nhà gì đam mê cả nhà ơi. Bây giờ mình quá đam mê ha. Ừ. Với bằng trong thời gian này cả nhà, mình nói thật ra là mình bị thất nghiệp rồi không có đi làm được nữa, thôi vợ chồng tập trung về quê làm mấy déo luôn, rồi sẵn quay cái nhà ở dưới luôn, cái nhà mà mình bỏ hoang mười mấy năm rồi. Vẫn là chia sẻ cảnh đồng ruộng cho cả nhà xem luôn á, vẫn chia sẻ quê hương của mình cho cả nhà biết, cảnh quê hương của mình cũng vậy đó, nhưng mà chắc mình quay ngoài ruộng thôi, ở dưới ngoài ao cả nhà. Với chồng mình á, chồng của mình á muốn mình về quê đừng tập lặn lội đồ với người ta cả nhà. Ê bà thôi nghe, đừng nói tôi muốn nghe, bà nói xấu nghe. Nãy tôi nói chơi cái bà nói tôi là bắt bà về luôn kìa. Ghê, hồi nãy nó câu là đam mê cả nhà. Bây giờ nói ông chồng mình bắt mình về dưới tập. Trời ơi, bà nói hay xấu tôi nha. Cả nhà có xem kênh của Quán Dĩa Hè và cả nhà cũng nhớ vô đăng ký kênh Thương Khám Phá Vlog. Đây là hai kênh để cho hai vợ chồng có động lực làm những cái video săn bắt hoặc là nấu những cái món ăn dân dã cho cả nhà xem cả nhà. Mà cũng mong cả nhà luôn luôn ủng hộ cho hai kênh Quán Dĩa Hè và Thương Khám Phá Vlog cho vợ chồng mình nghe cả nhà. Thôi clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ cho kênh Quán Dĩa Hè để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye. Bye.